chào tất cả mọi người nha. Hôm nay Tuấn quay một cái cặp bánh nhôm. Cặp bánh này còn như mới mọi người. Cặp bánh này thì nó tên tuổi nó thì cũng nó có thương hiệu với nhau mọi người, chứ không phải bánh bánh dựng bánh biêu gì. Tên tuổi của nó thì hãng nó là hãng Elite. Hãng Elite, bánh này hiệu là Acid. Thì cái đùm đó mọi người coi nè ha, có chữ Acid luôn. Cối thì cối 11 nha mọi người. Cối 11. Cối kêu khá hay, bánh còn rất là mới, bánh đẹp như mới luôn. Bạc đạn thì nó này xài bạc đạn chứ không phải con bi nha mọi người, im mượt. Đùm đó mọi người thấy có seri luôn ha. Đó, thì cái hãng Acid này á thì nó cũng lâu đời lắm rồi. Mọi người lên mạng mọi người tìm từ khóa gọi là nó là Acid Well. Thì cái hãng đó là hãng Acid, là chuyên làm bánh rồi trục giữa, giống như hồi nãy chiếc xe Tuấn có quay á, thì cái đó là giò giữa là cũng Acid luôn á. Rồi bánh này á, thì Tuấn tặng luôn cặp vỏ theo bánh nha mọi người. Cặp vỏ này còn rất là ok nha mọi người. Vỏ còn rất là ok, tình trạng vỏ thì còn rất là đẹp, vỏ ruột còn rất ok. Rồi bánh này thì chiều cao của nó thì luôn. Đây mọi người xem ha, chiều cao nó này là nhôm này thì nó cao là 26 nha mọi người, nó cao là khoảng 26 á. Thì cặp này tình trạng nó còn rất là đẹp, mà không có bị cấn mớp, không có bị chạy gì hết, hai mặt đều đẹp. Bạc đạn là mọi người nhìn nó mượt vậy nè, mà Tuấn quay là đó mọi người coi nó nhẹ ra ha, bạc đạn nó nhẹ lắm mà hả, chó kêu cũng rất là hay. Rồi cặp bánh nhôm cao 26 hiệu Acid hãng Elite. Đây là bánh của công ty có tên tuổi, công ty này thì thành lập năm 2012-2013 nha mọi người. Thì này là của Đài Loan chính hãng, thì công ty này lâu đời lắm rồi, chuyên làm bánh. Hiện nay có công ty này nó cũng mười mấy năm rồi. Thì cặp bánh này Tuấn bán 3 triệu nha mọi người. Anh chị em nào quan tâm cặp bánh nhôm, tặng luôn vỏ ruột hiệu Acid Well hãng Elite. Thì cặp này Tuấn bán 3 triệu. Rồi anh chị em nào quan tâm thì gọi cho Tuấn ha. Cặp bánh xịn sò hãng Elite đó, tặng luôn cặp vỏ ruột luôn, theo bánh luôn. Rồi anh chị em nào quan tâm thì inbox hoặc là gọi cho Tuấn 0908 228 222. Đây là cặp bánh nhôm nha mọi người. Cặp bánh nhôm chiều cao là 26, hãng Elite hiệu Acid. Mọi người có thể vô mạng tham khảo. Cặp bánh này hiện tại bán khoảng 300 đô nha mọi người. Cặp bánh nhôm này bán khoảng 300 đô. Thì cặp này Tuấn bán 3 triệu, tặng luôn cặp vỏ ruột, còn rất là đẹp nha mọi người. Rồi Tuấn cảm ơn mọi người xem video. Mọi người thích cặp bánh này gọi cho Tuấn nha. Tuấn cảm ơn mọi người. Xin chào tất cả mọi người.